Kỳ họp thứ 12 là kỳ họp thường kỳ cuối cùng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, được tổ chức sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20. Bởi vậy, kỳ họp này sẽ xem xét thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng. Để giúp quý vị khán giả và cử tri hiểu rõ hơn về ý nghĩa và các nội dung được thảo luận tại kỳ họp này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên. Trước tiên xin cảm ơn đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Thưa đồng chí, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ xem xét ban hành một số nghị quyết chuyên đề cho cả giai đoạn 2021-2025, trong đó có nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Vậy nghị quyết này có ý nghĩa như thế nào đối với việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20? Nghị quyết Đại hội lần thứ 20 của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 5 định hướng phát triển lớn của tỉnh và cụ thể hóa 5 định hướng lớn đó bằng 14 chương trình, 31 đề án và 17 kế hoạch phát triển kinh tế xã hội để thực hiện trong giai đoạn 5 năm tới. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 là một kế hoạch hết sức quan trọng và được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác, tình hình cũng như là kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong 5 năm qua. Các nghị quyết của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ và dự báo xu hướng phát triển một số ngành kinh tế chủ đạo với mục tiêu tổng quát là xây dựng tỉnh Thái Nguyên của chúng ta trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030. Có thể khẳng định rằng việc chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngay từ những tháng đầu của nhiệm kỳ sẽ góp phần tạo điều kiện để các cấp, các ngành trong tỉnh đẩy nhanh tiến độ đưa nghị quyết của đại hội vào cuộc sống. Một nội dung khác cũng được cử tri và nhân dân trên địa bàn hết sức quan tâm tại kỳ họp lần này, đó là quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di rời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí có thể cho biết tác động của nghị quyết đến đời sống của người dân. Theo báo cáo thì hiện nay toàn tỉnh ta có khoảng 200.000 cơ sở hộ chăn nuôi gia súc gia cầm. Trong đó thì có khoảng 10% số hộ cơ sở chăn nuôi đang tập trung ở khu vực trung tâm và một số khu dân cư có tỷ lệ đô thị hóa cao. Đây chủ yếu là những hộ cơ sở chăn nuôi có quy mô nhỏ lẻ, không đảm bảo vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ phát sinh dịch bệnh cũng như là tác động không tốt đến sự phát triển đô thị. Bởi vậy, việc ban hành nghị quyết quy định về vấn đề này sẽ từng bước giảm dần và tiến tới ngừng các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán hiệu quả chăn nuôi thấp sang lao động ngành nghề khác có hiệu quả cao hơn, ổn định sinh kế hơn, đồng thời là hỗ trợ người chăn nuôi có cơ hội phát triển và tiếp cận cũng như là những cái ứng dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để từng bước chuyển đổi sang hướng tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, cũng như là góp phần để giảm thiểu ô nhiễm môi trường ở khu vực đô thị. Và trong trường hợp nếu như người chăn nuôi mà phải di rời các cái cơ sở chăn nuôi thì sẽ được hỗ trợ một phần kinh phí trong lúc khó khăn và các cái thiệt hại phát sinh khi mà phải chuyển đổi cái mô hình. Theo dự kiến thì tại kỳ họp lần này, Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Đồng chí có thể thông tin thêm để cử tri được biết. Việc kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh là cụ thể hóa đề án của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 20. Đây là nhiệm vụ của Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm củng cố bộ máy chính quyền địa phương sau Đại hội Đảng bộ tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời cũng là một bước để chuẩn bị nhân sự cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng dân nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, tại kỳ họp, Hội đồng dân tỉnh sẽ thực hiện miễn nhiệm và bầu cử các chức danh chủ chốt của Hội đồng dân và Ủy ban dân tỉnh, gồm Chủ tịch Hội đồng dân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân, Chủ tịch Ủy ban dân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân, đồng thời là có thực hiện miễn nhiệm cũng như là bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban dân tỉnh và thực hiện một số công tác cán bộ khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng dân tỉnh. Việc xây dựng một bộ máy hoàn thiện chính là nhân tố quan trọng để chính quyền địa phương cấp tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2020-2025. Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn đồng chí đã tham gia trả lời phỏng vấn của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.